Hello mọi người, mình là Lâm. Mình đang học chương trình thạc sĩ tại Đại học Radboud University ở Nijmegen, Hà Lan. Và mình đang sinh sống và học tập tại thành phố Nijmegen. Và hôm nay nhân tiện trời nắng rất đẹp, các bạn có thể thấy. Mình sẽ đạp xe đến thành phố cách đây khoảng 20 cây là Arnhem. Hãy đi cùng mình nha. Tổng quãng đường mình sẽ đạp trong ngày hôm nay là 19 km, và sẽ mất 1 giờ 03 phút để hoàn thành. Trên quãng đường đi mình sẽ đi qua những thành phố Lent, Elst, Arnhem South và sẽ kết thúc ở Arnhem Centrum. Bây giờ mình đang rời khỏi trung tâm thành phố Nijmegen và đang đạp xe cầu Waalbeek. Cầu này bắc qua sông Waal, là một nhánh của sông Rhine khi sông chảy vào Hà Lan. Cầu dành cho ô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại. Còn tàu điện thì đi cầu Snellbinder bên tay trái mình. Cầu được khánh thành từ trước Thế chiến thứ 2 và được sơn màu xanh cho đến năm 1980 khi cầu được sơn lại màu trắng. Qua thời gian thì các bạn có thể thấy là vòng cầu đã trở nên khá cũ và có rất nhiều nét vẽ bậy ở trên tàu. Khi đi ngang qua cầu này thì mình sẽ đến với khu Lent, là một khu ngoại ô của thành phố Nijmegen. Sau khi rời khỏi cầu Waalbeek được một lúc thì mình đang tới khu Lent, là khu ngoại ô của thành phố Nijmegen. Trước kia, khu này là một ngôi làng cho đến năm 1998 khi chính quyền thành phố cấp phép cho ngôi làng này được sáp nhập vào thành phố Nijmegen. Đạp xe ở đây thì mình cũng thấy không quá đông vui nhộn nhịp như ở trung tâm thành phố, nên là chính vì vậy chính quyền thành phố đã cấp phép xây dựng khu phức hợp dành cho khoảng 450 học sinh và nghiên cứu sinh, góp phần giải tỏa tình trạng khan hiếm nhà ở tại Nijmegen. Đây là footage mà bạn mình quay khi mình đang đạp xe. Mình nhớ không nhầm thì chỗ này đang gần đến thị trấn Elst. Mình rất thích Hà Lan vì đường xá ở đây khá hiện đại. Khi đạp xe, ít khi thì phải ổ trâu, ổ gà. Nói chung, đường ở đây khá là bằng phẳng. Là đường riêng cho xe đạp ở đây có một độ hồng đặc trưng, rất là dễ nhận biết. Và trên đường đi có nhiều bảng chỉ dẫn đến điểm đích. Mình hầu như không phải tra Google Maps trong suốt hành trình. Cuối tuần vừa đạp xe, vừa ngắm cảnh thời tiết đẹp như thế này. Với mình thấy rất là hạnh phúc và muốn cảm ơn Hà Lan đã cho mình có cơ hội này. Mình đang ở cánh đồng hoa cải ở ngoại ô thành phố Elst. Khung cảnh ở đây khá là yên bình và thơ mộng. Vì Hà Lan là đất nước rất là mạnh về nông nghiệp nên là gia súc được chăn thả ở nhiều nơi, trong đó có ở đây. Như là một hồ nước nhỏ trong một ngày lặng gió ở khu Arnhem South. Mình đang đạp xe ở khu Arnhem South bên cạnh một dòng kênh. Có thể thấy là hàng cây xanh đang được trồng ở dòng kênh này, góp phần cho thành phố thêm xanh. Ở đây thì còn khoảng 6 km nữa là sẽ đến trung tâm thành phố Arnhem. Mình vừa phải bấm chuông để mấy con ngan tránh đường không tông phải nó mất. Mình đang ở cầu John Frostberg, bắc qua sông Nether Rhine, là lưu vực ở Hà Lan của sông Rhine.
Cầu được đặt tên dưới vị sĩ quan và được trùng tên và được xây lại vào năm 1948 sau khi bị phá hủy ở Battle of Arnhem vài năm trước đó. Qua cầu này là mình sẽ vào trung tâm thành phố. Cầu ở đây khá là dốc nên là mình đạp mãi mới vượt được chú đang chạy bộ ở đằng trước. Mình đang tiến vào Arnhem Centrum. Đoạn này thì vì đường quá là dốc nên là mình cũng không phải đạp nên là cứ để tự xe nó trôi. Đang ở Arnhem Centrum. Hôm nay khá là đông đúc. Người vẫn đổ ra đường khá là đông mặc dù biết là 3 giờ trời có bão. Sắp tới là sẽ là ngày 27 tháng 4, ngày King's Day ở Hà Lan. Mình đang ở một hiệu sách cũ có tên là Colophon. Hiệu sách này có một kho tàng sách khá là đồ sộ, không chỉ sách tiếng Hà Lan mà sách tiếng Anh. Ở đây bạn có thể ngồi đọc sách và nhâm nhi cà phê, snack do sách này bán. Mình đang nghỉ ăn trưa ở một nhà hàng Nhật có tên là Set for Wish. Nhà hàng này giá cả cũng khá là phải chăng và khung cảnh rất là đẹp. Mình gọi một phần bò curry don và một basu miso với tổng thể đại là 13,5€, mình nhớ không nhầm. Mình vừa ăn trưa xong ở Arnhem và hôm nay là ngày sáng nay trời nắng rất đẹp nhưng mà bây giờ trời đã sắp mưa nên là mình phải về. Hẹn gặp lại các bạn ở Dimension. See you. Trên đường về thì trời bắt đầu đổ mưa và gió thổi khá là mạnh. Nhưng vì cảnh đạp xe giữa hai hàng cây đẹp quá nên mình buộc phải record lại. Mình cũng xin được kết thúc video về buổi đạp xe của mình tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, share and subscribe. Mình xin cảm ơn. Thank you.